Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người dân phản ánh trên tuyến quốc lộ 38B, đoạn đường ngã tư đèn tín hiệu giao thông thuộc khu vực thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên bị lồi lõm do lượng xe tải lớn chạy nhiều gây ra, cần sớm được khắc phục để tránh nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh nguyên nhân chính do người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy tắc giao thông, thì sự xuống cấp của nền mặt đường cũng làm tăng nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Để hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đề nghị ngành giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên, tăng cường các công tác duy tu bảo dưỡng trên tuyến, đặc biệt là công tác vá ổ gà, sơn dặm vạch kẻ đường, vệ sinh mặt đường, vét rãnh, lau biển báo, không để phát sinh hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người, bị thương 42 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, 2 người bị thương, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân xử lý gần 1.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt trên 8 tỷ đồng, trong đó lập biên bản xử phạt 3,8 tỷ đồng đối với 650 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 229 trường hợp vi phạm quá tải trọng và trên 1,7 tỷ đồng. Để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra tuyên truyền theo chuyên đề hãy tuân thủ tốc độ quy định, thông điệp là tham gia giao thông xanh, sạch, an toàn. Mọi người khi tham gia giao thông nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân, nhất là người điều khiển phương tiện cơ giới tự giác tuân thủ theo quy định về tốc độ nhằm nâng cao hiệu quả về an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, biển báo hiệu giao thông là một phần quan trọng không thể thiếu trên các tuyến đường bộ. Chính vì thế mà việc lắp đặt biển báo hiệu cần phải tuân thủ theo đúng quy tắc do nhà nước ban hành để đảm bảo người tham gia giao thông được an toàn và có tầm quan sát tốt nhất. Tuy nhiên hiện nay, tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập về việc đặt biển báo. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực ngã tư Lực Điền thuộc xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, giao nhau với quốc lộ 39 cũ, đều không có một biển báo giao thông nào. Theo người dân phản ánh, tại đây thường xuyên bị ùn tắc và xảy ra va chạm gây tai nạn giao thông. Rất nhiều xe to đi vào đây, thế rồi là hơn nữa là không thấy có biển báo. Mà ngã ba ngã tư mật độ xe giờ thì lại rất là dày. Thế đâm ra đây còn va cả vào biển của nhà dân quanh đây. Cũng trên quốc lộ 39, đoạn qua địa phận xã Tân Lập, xã Lưu Xá, có rất nhiều biển báo hướng dẫn được đặt trong khu dân cư, núp trong bụi cây, biển quảng cáo, che lấp khuất tầm nhìn. Còn trên tuyến quốc lộ 5, dọc theo phường Bạch Sa, Minh Đức, Phùng Trí Kiên, biển báo tốc độ từ 70km xuống 50km chỉ cách nhau 100 đến 200m, khiến nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông thấy ức chế với tốc độ thấp, không thực hiện dẫn tới vi phạm và bị xử phạt. Tôi chuyên chạy cái tuyến quốc lộ 5 này thì thấy đang chạy từ tốc độ 90 xong rồi xuống đến 70, từ 70 xuống 50 thấy nó cái cung đường nó ngắn quá, không ví dụ không kịp xuống giảm xuống tốc độ khó chạy dễ bị xử phạt. Khu vực thị xã Mỹ Hào có hai điểm, nhưng mà điểm 70 đến 50 nó quá gần, anh em lái xe không xử lý kịp, đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại. Thực chất việc cắm biển báo là nhiệm vụ của ngành giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông chỉ là người thực thi nhiệm vụ, xử phạt vi phạm người tham gia giao thông trên cơ sở căn cứ vào biển báo ở các tuyến đường, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu trên các tuyến quốc lộ do Sở Giao thông Vận tải các địa phương quản lý, trong khi điều tiết hoạt động giao thông lại do lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện, dẫn đến sự không thống nhất trong việc điều hành giao thông. Hệ thống biển báo hiện nay còn rất nhiều bất cập, không đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, thậm chí còn bất tác dụng, gây nguy hại với người điều khiển phương tiện. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.